Thưa quý vị và các bạn, sáng nay với 464 trên 469 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 95,47%, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước. Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có chiều dài khoảng 128,8 km, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.111 ha, tổng mức đầu tư của dự án là 25.540 tỷ đồng. Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ. Quốc hội yêu cầu chính phủ lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết này, bảo đảm đúng mục tiêu công khai, minh bạch và hiệu quả, không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí. Các địa phương chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn theo quy định, tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Trong giai đoạn triển khai các bước tiếp theo, đề nghị chính phủ quan tâm chỉ đạo các địa phương xây dựng chính sách đền bù thỏa đáng. Theo nguyên tắc, người dân đến nơi ở mới phải bảo đảm tốt hơn, tối thiểu bằng nơi ở cũ, đặc biệt là quan tâm đến phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm về đất ở, đất sản xuất cho người dân và việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân chịu ảnh hưởng của dự án. Theo nghị quyết, thời gian thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác vận hành năm 2027. Rất mừng là hôm nay tại nghị trường thì đa số đại biểu thì có đều thống nhất rất cao cái việc cần thiết cái triển khai dự án cao tốc phía Tây Gia Nghĩa Chơn Thành, vì đây là một cái dự án để khai thông cái nguồn lực của Tây Nguyên và vùng trọng điểm là đấy là miền Đông Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh và kết nối vùng Tây Nam Bộ. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.